Nên là ví dụ anh tìm được khách hàng, anh cần phải chăm khách hàng đó, chăm bằng chết thì thôi. Chăm, chăm ở đây là chăm để bán, chứ không phải chăm chỉ để là họ vui. Chăm, chăm là phải bán. Long, Phạm Thành Long, ông đầu trọc nói ấy, là chăm sóc khách hàng đến chết. Đến chết tức là một là khách hàng chết, hai là nó phải mua hàng của mình. Em chào thầy. Em thì có nghề làm về y học cổ truyền. Thì nhà ông làm lâu có những cái bài thuốc rất là tốt, qua kiểm chứng về lâm sàng ấy, tức là người dùng nhiều hiệu quả tốt. Vì bây giờ em muốn là làm sản phẩm ra thành phẩm ấy, dạng thuốc đông y thực phẩm chức năng để bán. Thì em muốn hỏi thầy là với cái xu hướng bây giờ, thời bây giờ đấy, thì bán những cái sản phẩm đó trên nền tảng online Facebook ấy thì còn được nữa không, bán có được không? Đầu tiên là chắc chắn là bán được. Nhưng mà đông y là một cái nghề mà cực kỳ nhạy cảm. Từ năm 2014 đến năm 2018 là đông y chuyên bán mấy cái lá khô ngoài đường xong nghiền ra thành thuốc. Nên về phần bán là vẫn bán được, nhưng mà nó sẽ ở mức độ khó hoặc rất khó. Khó ở đây là thay đổi niềm tin của khách hàng về đông y. Nó giống như là cái slogan của em ấy, khôi phục chữ thầy ở Việt Nam ấy, là thay đổi toàn bộ những cái gì mà người khác nói về các diễn giả ở Việt Nam. Mấy thằng mà áo vét này, mấy thằng thất bại này, đi xong đi dạy này, dạy đời, dạy người này. Nếu mà nó dạy, nếu mà nó ngon rồi thì sao nó phải đi dạy này. Đấy là mình phải thay đổi được cái đấy. Thì bắt đầu mình sẽ là vua chúa ở cái thị trường. Ở với đông y nhá, thì số 1 nó khó là bởi vì là khách hàng nó đang không còn tin nữa. Thế để cho nó tin đúng không, thì mình phải bê được cái mặt của mình lên. Mình phải đóng vai, nó giống như em một cái người mà kiểu chân chất mộc mạc ấy. Nó phải là người gần gũi với bệnh nhân của mình, anh hiểu không? Ví dụ như vừa giờ có một cái chị mà em nhắc đến ở trong lớp học, em nhắc rất nhiều đấy. Cái bà ấy bán điện thoại, bà ra đơn nhưng bà ấy chưa feedback cho em. Thì vừa giờ em có nhắn tin cho bà ấy là cái uy tín của một cái cửa hàng ấy, nó thể hiện ở một cái cửa hàng ấy, nó thể hiện là cái lời cam kết của cửa hàng ấy nó tốt hay không tốt. Thì ví dụ như là mua một cái điện thoại như thế này, thì sau khi mua nó là hàng cũ, thì sau khi mua một tuần thì bạn nên gọi điện lại cho khách hàng. Và gọi điện như thế thì đặt một cái máy quay ở đây, xong gọi điện cho khách hàng để hỏi xem khách hàng là máy một tuần ấy thì về dùng thì nó có hiện tượng gì hay không, có chập hay có cháy hay có hỏng hay có chậm chỗ nào hay không, thì mang đến ta đổi cho cái khác. Thì đấy là thể hiện sự uy tín. Và mình show được cái video lên, mình chạy quảng cáo thì rất nhiều người sẽ quan, sẽ biết được mình. Thế bây giờ mình là bác sĩ thì mình phải show được mình thực sự là bác sĩ, chứ không phải là cứ mặc một cái bộ blazer, bộ áo trắng lên là mặc định là bác sĩ. Bây giờ khách hàng nó khôn hơn thì mình cần phải làm thế nào để xây dựng một hình tượng là một người bác sĩ chuẩn là đông y và gần gũi với bệnh nhân của mình hơn, thì người ta sẽ tin. Giống như Hoàng Hường ấy, đấy, nó cần phải gần gũi khách hàng hơn. Đấy, cái đầu tiên là mình phải bán mặt của mình, chứ không phải là bán thuốc. Bán thuốc thì thằng khác cũng bán được, nhưng mình bán sự uy tín của mình, bán mặt, bán thương hiệu của mình thì người ta sẽ mua. Anh hiểu đoạn này đúng không? Có, em hiểu, em hiểu. Cái số 2 nhá, cái sản phẩm là đông y được gọi là sản phẩm vi phạm chính sách ở trên nền tảng Facebook, chạy chắc chắn sẽ bị chết tài khoản, chắc chắn sẽ bị chết page. Vì vậy chết thì là lập page mới, mua tài khoản mới để chạy. Còn lý do bị chết ấy là bởi vì nó chứa những ngôn từ, ví dụ như là ở cái bao thuốc này có từ hút thuốc này, gây bệnh tim mạch này, hút thuốc này, tim mạch này. Đây là những ngôn từ cấm từ Facebook, mà nếu chúng ta viết ở trên video, trên ảnh hoặc viết chữ ấy thì sẽ bị cấm. Thì việc của mình là khi chạy quảng cáo thì mình không được viết từ hút thuốc, không được viết từ tim mạch, mà mình thay thế những từ hút thuốc này thành những cái từ khác. Không được viết từ trị bệnh, không được viết từ bác sĩ, mình phải chuyển từ bác sĩ thành cái khác. Ví dụ như lương y từ mẫu chẳng hạn. Đấy, thì đấy, người ta vẫn hiểu nó là thuốc. Thế những cái của mình định làm nó về đông y, nó định thiên về cái chủ đề gì? Của em là một sản phẩm về điều trị thôi, về điều trị bệnh. Bệnh gì? Ví dụ như xoang mũi này, hoa, thuốc hoa, thuốc dạng siro, thuốc về dạ dày, về tiêu hóa. Đấy, này, dạ dày này, tiêu hóa này, hoa này, gì nữa? Xoang này. Thế đây là bốn nhu cầu của thị trường. Thì đâu là nhu cầu lớn nhất để mình nhảy vào mình làm? Thị trường lớn, xoang mũi. Xoang. Mình phải tìm hiểu thật kỹ nhá, xem mà xoang hay dạ dày nhá. Em đã không hiểu sản phẩm của mình là cái gì, nhưng mà nếu mà em nhìn vào thì em thấy cái thị trường là dạ dày thì sẽ là lớn nhất. Chứ không phải là xoang. Xoang, cái đối tượng bị xoang là những người mà thường xuyên tiếp xúc với hóa chất, ví dụ như làm tóc thì người ta hít cái không khí vào thì hay bị xoang. Nhưng mà dạ dày là người hay nhậu, mà văn hóa Việt Nam là nhậu. Nhậu thì sẽ bị dạ dày đường ruột. Thì ở đây nhu cầu lớn hơn. Dạ dày.
cái top mà những cái bệnh mà thường xuất hiện ở Việt Nam thì có những cái đoạn về bệnh hô hấp này, xoang mũi, viêm họng này, đấy, về dạ dày, về đường ruột đấy, về tiêu hóa thì có dạ dày này, đại tràng này, viêm đại tràng đấy, đấy gần gan mặt đấy, về tiêu hóa thì nó là những mặt bệnh hay gặp ở mình, thì mình nên chọn những cái đó. Thì em thấy một số cái thuốc của em ấy thì nó sẽ hiệu quả về mảng xoang mũi và dạ dày hay về cái gì đấy, thì nên là những cái sản phẩm mà em nói với thầy là những cái mà em cảm thấy nó tốt nhất, nó tâm đắc nhất thôi. Nói chung là về cái sản phẩm VV Access ấy, thì lag thì bây giờ nó thường nó sẽ là chạy video, còn chạy ảnh là còn chạy là còn chết page. Video thì không phải là không chết, mà cái khả năng chạy quảng cáo page với tài khoản nó sống lâu hơn, bởi video nó quét nó khó hơn anh em, nên phải chuyển dạng video. Nhưng mà video ấy thì khi mà chúng ta spam đối thủ, chúng ta sẽ nhìn thấy là toàn bộ thị trường blogging ấy nó đang chạy theo dạng là dạng phóng sự, tức là bác sĩ ngồi đây xong rồi nói và tư vấn thuốc, và dạng này nó nham nhám rồi, khách hàng không còn tin nữa. Vậy thì nếu mình làm ấy, thì theo anh thì anh sẽ làm dạng nào để nó tốt hơn và nó thể hiện được là một người bác sĩ chân chất và mộc mạc? Theo em ấy thì thứ nhất là mình làm những lĩnh vực là chuyên gia tư vấn chuẩn đoán bệnh cho bệnh nhân. Không, cái dạng đấy là nham nhám. Rồi. Thế là dạng nào? Feedback phản hồi. Không, tức là đây là cái màu sắc để mình đóng. Cái màu sắc đóng vai là chuyên gia mà áo vest học blazer bác sĩ rất nhiều người đang dùng. Và khách hàng không còn tin đây là bác sĩ nữa. Và để nổi bật hơn giữa 10 thằng bác sĩ đang làm như thế hoặc 100 thằng đối thủ như thế thì mình không được làm dạng chuyên gia nữa, mà mình phải làm một cái khác, và người ta xem người ta vẫn hiểu mình là lương y từ mẫu. Thế là mình sẽ là một thầy thuốc chăm sóc gia đình, đến tận nhà thăm khám. Thì đấy được gọi là dạng câu chuyện. Mình sẽ làm câu chuyện, kể chuyện bán hàng. Có xem các video mà về sau để xem TikTok nhá. Có nhiều thằng nó lên rừng nó hái thuốc, nó kể câu chuyện hái thuốc nó như thế nào, sau đó nó bán cái thuốc đấy và rất nhiều người mua. Có một đôi vợ chồng, em không nhớ cái tên bên vợ chồng đấy là, nhưng mà có một đôi vợ chồng đang làm như thế. Nó làm theo cái dạng là kể chuyện bán hàng, và nó ăn mặc nó không cần phải mặc giống như thầy thuốc, được chưa? Nhưng nó lại vẫn bán được thuốc. Thì đấy là dạng kể chuyện bán hàng, nó phải gần gũi với bệnh nhân của mình thì mình mới nổi bật. Anh hiểu đoạn này đúng không? Có thầy nói. Rồi đây còn phân khúc giá nữa, mình phải tìm hiểu xem là thị trường bây giờ nó chấp nhận giá được khoảng tầm bao nhiêu. Trước khi mà đến phân khúc giá, mình phải xem là mình nên bán cái sản phẩm dạ dày hay là viêm xoang, để cho hay là những cái khác thì mình phải tìm hiểu trước. Tìm hiểu ở đây là tìm hiểu này, sau mình lên cam mình test cả 4 cái đấy, mình dính vào cái nào, thị trường nó dính vào cái nào thì mình sẽ tập trung vào đấy. Còn những cái kia mình vẫn bán, nhưng mình sẽ bán chậm hơn. Mình phải tìm được sản phẩm kỳ để mình đẩy đã, anh hiểu không? Qua bài học của thầy thì em biết là cách thứ nhất là test sản phẩm, tìm ra sản phẩm mà khách hàng thích nhất, quan tâm nhiều nhất. Đúng. Đó, rồi sau đó khi test sản phẩm xong thì mình sẽ thị trường khách hàng, mình sẽ chọn đối tượng khách hàng của mình. Đúng rồi. Mình bán những sản phẩm chủ lực mà, và xem những cái vị trí địa lý là ở những vùng khách hàng nào mà người ta dùng sản phẩm thích, ưa dùng. Đấy, cái xoang của mình thì cái phần vùng không cần áp dụng nhiều, toàn quốc thì sẽ bán được, vùng thiết bị không áp dụng nhiều, nhưng mà chỉ là mình định tập trung vào mảng nào trước. Cái số 2, phân khúc giá của mình là rẻ hay trung hay cao, mình phải định vị mình. Cái số 3 tập trung vào việc là, bởi vì cái xoang đông y này nhá, thì hiện tại đông y bây giờ là đang phá sản rất là nhiều, bởi vì sản phẩm không tốt. Thì đầu tiên là sản phẩm của mình tốt này. Cái số 2, cách truyền thông của nó là giống nhau này, nên là khách hàng bị lúng túng không nổi bật này. Và cái số 3, đông y sống được hay không ấy, nó không phải là sống bằng lượt bán lần đầu tiên, mà nó sống bằng cái lượt là mua lại lần 2 và lần 3, lần 4. Anh hiểu không? Thì nếu anh muốn kê lại được lần 2, lần 3, lần 4 thì anh phải có quá trình chăm sóc lại khách hàng, để người ta mua lại 2 lần, 3 lần, 4 lần. Thì lúc đấy anh mới có khả năng lãi được nhiều. Còn nói thẳng luôn là bán lần 1 chưa có thể lãi được nhiều. Do sản phẩm đấy, nếu anh lựa chọn sản phẩm đấy, cốt nó cao quá thì mình không có nhiều lợi nhuận. Thì cái lợi nhuận nó sẽ sinh ra từ cái lần bán số 2, lần bán số 3, lần bán số 4 ấy. Tức là lần bán số 1, việc mục đích của lần bán số 1 ấy, nó chỉ mục đích là tìm ra khách hàng tiềm năng và mua hàng của mình. Còn mục đích tạo ra tiền và nhiều tiền ấy, nó ở lần bán số 2 và lần bán số 3. Nên là ví dụ anh tìm được khách hàng, anh cần phải chăm khách hàng đó. Chăm bằng chết thì thôi. Hiểu chưa? Chăm ở đây là chăm để bán, chứ không phải chăm chỉ để là họ vui. Chăm là phải bán. Mục đích chăm là để bán. Phạm Thành Long, ông đầu trọc nói ấy, là chăm sóc khách hàng đến chết. Đến chết tức là một là khách hàng chết, hai là nó phải mua hàng của mình. Anh hiểu không? Thì cái mục đích của mình phải nhớ là mình sẽ bán 2 lần, 3 lần, bắt đầu mình mới nhiều lãi, dày lãi, nhiều tiền.
Anh hiểu đoạn này không? Tiếp theo nữa là với đông y ấy thì nó hướng đến cái người là cái người cao tuổi. Vậy thì hình thức nhắn tin nó sẽ không phù hợp với anh đâu. Nhắn tin thì mình nhắn tin làm sao chỉ khai thác xin được số điện thoại và Zalo để gọi điện chốt đơn thì người ta mới yên tâm. Anh hiểu không? Chứ còn nhắn tin xong đợi người ta mua hàng không có. Cái đấy nó dành cho bọn quần áo. Anh hiểu bạn này đúng không? Đấy, thì đấy là một vài cái mấu chốt quan trọng mà muốn truyền tải. Còn sau này mà anh làm ấy thì nó sẽ có các câu hỏi nó khác. Thiếu đây này hỏi lại thì nó sẽ có cách giải quyết khác. Anh hiểu không? Rồi, anh có hỏi gì nữa không? Còn cái lĩnh vực phòng khám đông y chuyên điều trị các mặt bệnh cơ xương khớp bây giờ. Nó cũng tương tự như bán đông y thôi. Chỉ có điều ở đây là mình có cái phòng khám nữa. Mình có cái phòng khám thì càng uy tín. Thế bây giờ mình đông y là trị xương khớp. Anh xem các video trên TikTok là anh này anh đến này, sau đó anh nắn khương chỉnh xương này. Các video ấy rất viral đúng không? Thế bây giờ mình cũng bắt chước làm như thế. Nhưng bây giờ mình cả nói nữa. Mình quay xong rồi mình về mình lồng âm thanh của mình và mình nói nữa. Mình dạy cho người ta cách trị được ở nhà. Hoặc là tạm thời không, tức là làm cách nào đó hoặc bấm huyệt hay dùng cái sản phẩm gì đó, tạm thời không bị đau đầu gối xương khớp tay ở nhà. Thì đây là mình cho họ một cái kiến thức. Sau khi người ta xem cái kiến thức đấy, người ta follow mình đủ lâu, giống như anh này follow mình đủ lâu, thấy nó đúng, thấy hiệu quả, thì người ta sẽ bỏ tiền để mua cái gói mà nhiều tiền của mình để mà trị được dứt điểm cái bộ xương khớp đấy. Anh hiểu bạn này không? Người dùng sản phẩm tốt và mình lại chăm sóc khách hàng tốt, cho thường xuyên chăm sóc khách hàng nhớ đến mình thì sau này thì mình sẽ có một cái nguồn lợi, nguồn thu nó lâu dài hơn. Đúng rồi. Vừa lợi cho mình, vừa lợi cho khách hàng của mình. Đấy, nếu mà để nổi bật hơn thì mình hãy thử. Nếu bật nhá thì mình sẽ là thầy thuốc review, nó sẽ là nổi bật hơn tất cả những thằng thầy thuốc khác. Tức là mày bán cái sản phẩm mày đúng không, tao mua, tao về tao trải nghiệm thử xem nó đúng thật sự nó như thế không, và đưa cho người ta, đưa ra cảnh báo cho người ta là không nên cái này, mua cái này hoặc không nên mua cái kia. Nhưng đương nhiên phải che cái tên thương hiệu của thằng giới đi, không nó lại phốt mình. Anh hiểu không? Mình chỉ có thể show một cái hình dáng nó giống thôi. Thì tức là mình ngoài là người thầy thuốc, mình còn review thuốc và ở trên mạng nữa, thì nó sẽ nổi bật hơn tất cả những đối tượng còn lại. Mình dựa vào kinh nghiệm của mình phân tích được cái này tốt hay không tốt, cái này nó là cái gì, cái này nó là cái gì, thì người ta sẽ tin mình là người thầy thuốc ở mảng chuyên gia. Tức là